Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 bước sang ngày làm việc thứ ba. Buổi sáng, Ban chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại hội trường thảo luận về báo cáo kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết số 04 ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, quy định về những điều đảng viên không được làm. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, thay mặt Bộ Chính trị điều hành thảo luận. Buổi chiều, Ban chấp hành Trung ương Đảng nghiên cứu tài liệu. Bộ Chính trị họp cho ý kiến về việc tiếp thu giải trình các nội dung thảo luận của Trung ương. Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết số 04 ngày 30 tháng 10 năm 2016 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, quy định về những điều đảng viên không được làm.